Xin chào, mình là Daniel, tới từ Tiền Academy và hôm nay mình sẽ nói về nước Mỹ và tiền đô la. Thì nước Mỹ, nó đang đứng trên cái chân cuối cùng của nó. Ok, chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì nó nợ quá nhiều, nó in quá nhiều. Và nó in quá nhiều và nó rải cái đồng tiền của nó. Bởi vì vậy cái đồng tiền nó mất giá trị quá nhiều rồi. Và trong lịch sử hồi đó đến giờ, bất cứ một cái nước nào, trước nước Mỹ thì mình có nước Anh, trước nước Anh thì mình có nước Dutch, gọi là Hà Lan hay là gì đó, là nắm đầu thế giới nha. Và có rất là nhiều người tỷ phú đô la này, tỷ phú đô la nọ ra suy đoán là chứng bệnh nước Trung Quốc là cái nước mà sẽ nắm đầu thế giới. Bởi vì thằng Mỹ nó đã đi sai đường quá nhiều lần rồi. Cái sai đường lần đầu tiên là nó 1971, đúng không? Sau khi chiến tranh Việt Nam đổ. Ok, trước đây á, là có nghĩa là nó kêu người ta mày đưa vàng của mày đây, đúng không? Tao đưa tiền đô la cho mày xài cho nó dễ. Rồi chừng nào mà mày muốn đổi lấy vàng á, thì mày cứ đưa tiền đô la của mày lại là tao đưa vàng cho mày. Thì sau khi mà chiến tranh á, nó phải cung cấp cho súng ống rồi tất cả mọi thứ, thì nó in quá nhiều, nó rải quá nhiều đi, đúng không? Thì sau này người ta lấy cái tiền đô la, người ta đem lại, người ta nói vàng tôi đâu, trả vàng tôi đây, thì nó không có đủ vàng. Bởi vì nó không có đủ vàng thì nó ra tuyên bố là tiền đô la nó không kết nối với vàng nữa, không có đổi được nữa. Thì bởi vì vậy từ lúc đó đến giờ, cái tiền đô la mình dùng, mình tôn trọng nó. Bởi vì thằng Mỹ nó nói là cái tiền đó là tiền của tôi, chỉ có vậy thôi. Tiền đó là tiền của tôi, chỉ có vậy thôi. Nó không có vàng để nó back, nó ủng hộ cái đồng tiền của nó. Bởi vì vậy, và vừa rồi đây, 2 năm vừa rồi, Covid nè, pandemic Covid nè, thì nó in quá nhiều đi, nên bao nhiêu chục phần trăm nữa, đúng không? Bởi vì cái giá tiền của nó càng ngày càng mất. Và không chỉ vậy, cái trường hợp đó thì có những nước khác nó cũng làm giống như vậy, bên châu Âu, bên Nhật nha. Thì bởi vì vậy thì nó những cái tháng và năm tới đây thì nó cố gắng làm sao nó giữ cái đồng tiền của nó, nhưng tương lai này nó phải chết. Mà mình đây là một người Mỹ nha.